Cùng với nhịp sống mới, nhiều phong tục cũ đã mai một, nhưng thú chơi thư pháp vẫn được các thế hệ ngày nay gìn giữ và phát huy. Chữ viết trên câu đối có thể là chữ Hán hay chữ Nôm, nét chữ chân phương hay bay bổng, đậm hay nhạt, tùy vào sở thích và ý tứ của người chơi. Thư pháp đó, tức là cách viết thân nào để chữ cho đẹp, đó một. Cái thứ hai, hợp với cảnh, hợp chữ. Này. Thì vì như thế cho nên là người ta mới... Thứ nhất là yêu cầu, thứ nhất là anh phải biết nhiều chữ. Hay nói cách khác là thuộc kinh điển để áp dụng trong trường hợp nào. Thì anh cũng có thể nói được. Cái thứ hai là anh phải khổ luyện cái chữ. Cái chữ này viết theo cho đúng. Hình ảnh những ông đồ đắm mình bên nghiên mực tàu, trang thư pháp mỗi dịp Tết đến xuân về đã thành một nét văn hóa mang đậm chất Việt. Người thì xin chữ về biếu cha tặng mẹ. Người muốn có một chữ thật hay để tặng vợ, tặng chồng. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc. Tặng nhau một câu đối hay và ý nghĩa đồng nghĩa với việc gửi gắm cả tâm tư tình cảm dành cho người nhận món quà đó. Thế nếu mà ngày xuân cho nó vui vẻ mà có chữ thứ pháp đó, thì thường nếu như mình thích nhất là có như là chữ hiếu với là cái chữ sống ấy. Chữ hiếu nó có kính hiếu với cha mẹ, ông bà. Hai là chữ sống để sống với cuộc đời. Trong cái thứ pháp nó có nhiều cái là có đánh giày rất hay. Mình rất thích. Trước đây mình đi du lịch chứ đi đâu cũng thế, kể cả Huế, tương xương được đấy là Huế là rất nhiều. Đấy, mình hay mua về tương Huế đang hay có vạt gỗ lên về đấy, Việt trừ đến nó rất thích. Cái ý nghĩa thì tấm này là có nhiều ý nghĩa để là phục vụ cho con cái này, rồi là tâm thiền, lòng thiền thì nói chung là có rất nhiều ý nghĩa cho con cái học hành này là gia đình em ấy. Chơi câu đối Tết không tốn kém, cũng chẳng cần cầu kỳ. Câu đối Tết thường được viết vào giấy đỏ, vì màu đỏ tượng trưng cho sự đầm ấm, may mắn, phù hợp với không khí thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền. Thư pháp có một lịch sử lâu đời, được bắt nguồn từ Trung Hoa, sau đó lan dần ra các nước, trong đó có Việt Nam. Với câu đối viết bằng chữ Nôm, không khí Tết Việt càng trở nên đậm đà, bởi chữ Nôm là chữ viết gần gũi, quen thuộc, nên dễ khắc họa, miêu tả sinh động hiện thực cuộc sống và phản ánh sâu sắc, tế nhị, tâm tư tình cảm con người Việt. Sau này, câu đối Tết được sáng tác bằng chữ quốc ngữ, mang một sắc thái mới. Cái thư pháp, tức là cái thủ viết chữ để thể hiện cái tấm cái ý của mình dựa qua những cái đường nét, thì chữ Hán có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, đó là mang tính chất tượng hình. Do đó khi viết lên một chữ thì nó là thể hiện được cái hình thể cũng như cái điều cái tấm cái ý mà người Việt muốn thể hiện, muốn nói ra, có lịch sử rất là lâu đời truyền cho đến tận ngày hôm nay. Thì hiện nay chúng ta không còn dùng chữ Hán nữa, nhưng mà những cái thủ chơi này vẫn còn được tiếp tục là được nhiều tầng lớp quan tâm và muốn phục hồi trở lại. Trong không khí tràn ngập sắc xuân, tìm đến với một thú chơi tao nhã, một vẻ đẹp thâm sâu nơi nguồn cội để thưởng thức một chút cái phong vị Tết cổ truyền. Đó cũng là cách góp phần gìn giữ nét riêng của văn hóa Việt, gìn giữ những tinh túy từ ngàn xưa ông cha ta để lại.